Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Con Gái Miền Tây. Mình vừa chèo xuồng đi chợ về. Và hôm nay thì các bạn có biết là mình mua gì không? Mình mua một con gà, muối hột và sả. Thì hôm nay mình xin bật mí với các bạn, mình sẽ làm món gà hấp muối. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi mình làm món này nha. Trước tiên thì mình sẽ làm thịt con gà này trước. Gà mình đã làm xong rồi nè, bây giờ thì mình sẽ rửa nó, rồi để ráo nước. Bắt đầu vô là mình chuẩn bị cái khâu là mình sẽ ướp nó. Con gà này mập quá. Còn cái bộ đồ lòng của nó một xíu nữa mình sẽ xào với môn với lá cách nha mấy bạn. Mình chỉ hấp con gà không à. Tiếp theo là mình sẽ sắc đầu hành để mà mình bỏ vô trong cái phần mà mình làm nguyên liệu, mình ướp cái con gà của mình nè. Mình sắc đầu hành nè, hành tím nè, tỏi nè, và thêm một số gia vị nữa. Tiếp theo mình sẽ sắc hành tím cho nó thơm, với lại nó sẽ khử được cái mùi của gà. Kế tiếp thì mình sẽ sắc ớt. Đây là những cái trái ớt mà sim nè. Cay lắm. Bởi vậy một xíu nữa khi mà mình ướp cái gia vị này vô con gà, mình sẽ đeo bao tay, chứ không thì cái tay của mình sẽ bị phỏng. Rồi mình sẽ sắc thêm một xíu gừng nữa cho nó thơm. Bây giờ cái phần gia vị này của mình đã xong rồi. Mình sẽ để thêm bột ngọt với đường với một xíu hạt nêm vào trong đây nữa để mình ướp con gà này. Bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Kế tiếp thì mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên con gà. Đeo bao tay vô. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vô trong. Cái phần còn lại thì mình sẽ nhét cho trong miệng. Ớt nè, tỏi, củ hành. Nhét vô. Củ hành với tỏi này vô cho nó thơm. Ớt nữa.
hơi sắc xíu gừng. Và lát cho nó thơm. Tiếp sau đó là hành lá. Bây giờ thì trong thời gian mà chờ đợi con gà nó thấm vô á, thì mình sẽ chuẩn bị những cái dụng cụ để mà chuẩn bị hấp nó. Phần muối hộp thì mình sẽ sử dụng là 1 kg. Một bịch vậy là 1 kg nè. Nếu mà các bạn thấy chưa đủ thì các bạn sẽ sử dụng là 2 kg. Rắc vô trong cái nồi này. Cho nó khoảng 1 đến 2 lóng tay rồi. Để mình thêm vô nửa ký nữa. Cái nào mình nó hơi bị bự. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ sắp xả vô. Mình đo cái cỡ nào được. Cỡ này được. Cắt cái đầu nó một xíu. Cho cái khoảng cách nó hơi xa xa muối xíu. Tiếp theo mình sẽ xé lá chanh để vô. Tiếp theo thì mình sẽ để con gà vô. Sắc gừng. Mình để nó nằm gọn trong cái nồi như vậy là được rồi. Đừng có để nó đụng vô cái thành nồi là được. Giờ mình lấy cái lá chuối này mới bẻ sẵn nè. Ít nó lại. Sau đó mình đậy nắp lại rồi mình để lên bếp mình hấp nha. Đó. Bây giờ mình sẽ để lên bếp mình hấp. Nãy giờ nó cũng 15 phút rồi mấy bạn ơi. Để mình dở ra mình thăm đi. Chưa được mấy bạn ơi, để xíu nữa đi. Giờ mình đợi xíu nữa đi, chưa có vàng lắm. Mấy bạn có nghe muối hột nó nổ không? Bây giờ mình đậy lại. Hấp muối là nó nổ bùm 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 vậy á. Đợi xíu nữa. Nãy giờ cũng lâu rồi nè. Bây giờ mình sẽ thăm một lần nữa. Trời ơi. Để mình sơm nha. Chín quá rồi mấy bạn ơi. Bây giờ chắc mình sẽ nhắc xuống quá. Lấy cái lá chín nha. Đó. Thơm quá trời luôn. Nhất là cái mùi xả với cái mùi lá chanh á. Sọc sọc vô trong cái mũi của mình luôn.
Giờ mình sẽ nhắc xuống đây. Wow. Rất là thơm luôn. Xong rồi mình sẽ để ra ngoài đây. Hồi nãy trong khi thời gian mà chờ đợi hấp gà thì mình đã làm cái muối ớt này. Nhưng mà đặc biệt lần này thì mình sẽ làm cái muối ớt mà mình có lá chanh vào, nó sẽ rất là thơm luôn. Muối này thì mình sẽ làm bằng muối hộp luôn. Đó, để kế bên. Bây giờ thì chờ cho nó nguội một xíu nữa thì mình sẽ thưởng thức cái món này. Xắp nó lại. À quên nữa mấy bạn, hồi nãy còn cái bộ đồ lòng này nè. Mình nói là mình đi xào môn với lá cách á. Để mình xào luôn xong rồi mình sẽ thưởng thức. Tỏi bây giờ nó săn lại rồi nè. Mình bỏ lòng vô. Xào cho nó săn lại xíu. Lòng gà của mình bây giờ nó đã săn lại rồi nè mấy bạn. Sau mà khi mà nêm bột ngọt nước mắm thì bây giờ mình sẽ bỏ môn với lá cách vô luôn. Xào xào một xíu nữa là môn nó sẽ ra nước à. Mình khỏi cần chế nước bình thủy vô. Mình đã xào xong cái món này rồi nè mấy bạn. Hấp dẫn chưa? Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bữa cơm trưa của mình. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy dùng bữa cơm trưa với mình nha. Đầu tiên thì mình phải bẻ cái đùi của con gà nè. Thì gà chín vàng luôn nè, ngon chưa? Thơm mùi lá chanh mà nồng lên cái mùi xả. Bây giờ thì mình sẽ chấm với cái chén muối ớt lá chanh này của mình. Xin mời các bạn nha. Đầu tiên cái mùi vị mà mình cảm nhận đó, đó chính là cái mùi cay của cái muối ớt này. Tiếp theo đó chính là cái mùi lá chanh, nó nồng nặc trong con gà luôn. Và kèm theo là mùi gừng và mùi hành khi mà nãy mình đã nhét vào trong bụng đó rồi đó. Thịt gà rất là ngọt, rất là thơm mùi xả. Và bây giờ mình sẽ ăn thêm đây. Còn cái giò này mình sẽ cho con phèn của mình. Phèn phèn phèn. Ngồi đi ăn đi, đâu vậy? Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy dùng món mề gà xào với lá cách với môn với mình nha. Gắp một miếng ra.
mì nhà với ngon. Ngon quá. Mồm rất là ngọt, còn lá cách, cái vị của lá cách đó nó rất là lạ, nêm nếm rất là đậm đà luôn, rất là ngon luôn á các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Nếu như các bạn chưa làm thử thì các bạn hãy thử làm món này nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video của mình tại đây rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ là đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt.